Rồi hello cô chú anh chị ha, hello nhà ha. Bữa nay ngày 3 tây tháng 2 ha. Đại bồ Phong Mai Tri 2 xin kính chào anh chị nha. Đó thì bữa nay trước mắt cô chú anh chị mình là em quay ba con trâu. Đi con. Đó. Ba con trâu. Ba con trâu cho cô chú anh chị mình xem theo dõi nha, ba con trâu thật nha cô chú anh chị ha. Thật cũng được mà nuôi cũng được ha, chiều cao em đo 1m1 hết, 1m1, 1m12, 1m13. Đó, anh cô chú anh chị có nhu cầu mua cái liên hệ ha, số điện thoại là em để màn hình 0378 709 707 nha. Địa chỉ của trại là xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Cô chú anh chị gần xa nhu cầu mua cứ đến nha. Xem trực tiếp về mua ha. Đó. Giá cả cực kỳ thương ha, thì trại đang có chuyến đi Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai ha, Cần Thơ, An Giang, Long An ha. Cô chú anh chị gần xa nhu cầu mua cái liên hệ ha. Đó. Thì giá cả ba con này báo giá bán giá công khai cho cô chú anh chị mình luôn. Là thịt hay nuôi gì cũng được hết, đủ ký luôn ha, thịt cũng đủ ký luôn. Ba con bán giá công khai cho cô anh chị mình luôn là 30 triệu ha. 30 triệu cho ba con trâu ha, bao ship cho cô anh chị mình tới nhà 200 cái số nha. Đó. Thì trâu này thì nói chung cũng mập cô anh chị ha. Mập rồi này kia nọ. Đó, nè, uống nút nè. Lưng đít nè, đầy cống nè, mập nha, chứ không ốm nha. Đó. Đây nè. Trâu ngé nè, tầm tôi tao nha cô chú anh chị nha. Đó. Lưng đít nè, đầy hết rồi. Đó. Đi qua coi. Đó. Đi qua. Sái đầu, sái mặt này nè ha. Đó. Anh chị cô chú gần xa mua cái liên hệ nha. Đó, chân cẳng móng nè. Sái mặt, sái đầu rất là đẹp. Đó. Tôi ha, cỡ chừng 12 tháng. Đó. Đây. Đó, thì em nhắc lại một lần nữa ha, địa chỉ của trại xã Mỹ Thành, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre ha, cô chú anh chị gần xa nhu cầu mua cái liên hệ ha. Đó. Đó. Ba con đực hết nha cô chú anh chị. Ba con đực hết nha. Đó. Bán được hết. Giá 30 công khai ha. Cô chú anh chị nhu cầu mua cái liên hệ. Bao ship. Xây qua. Đó. Đầu cổ mặt mày rất là đẹp, rất là khéo. Sáng Tết nói chung cái giá tiền này tâu. Giá tiền này thì thật em cũng không có quay sáng làm gì cô anh chị mình coi ha. Nói chung nó cũng đơn giản đi. Giá bê, giá cạo rồi. Đó. Thầy cô chú gần sau nhu cầu mua cái liên hệ nha. Đó. Khá là đẹp, nói chung trâu cũng mặt mày khá là đẹp. Đó. Đều hết rồi. Ba con xứng lắm cả nha. Đó, anh chị gần sau nhu cầu mua cái liên hệ nha. Đó. Đây. Đẹp quá. Xây qua. Đi. Anh đi tới đi lùi tới luôn ha. Thì em đang có chuyến ở Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Sài Gòn, Thủ Đức ha. Với Cần Thơ, An Giang, cô chú anh chị cần xã nhu cầu mua cái liên hệ nha. Đó. Đi. 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 Đó. Đi con. Đó. Khá là đẹp ha. Rồi thì anh chứ cô chú anh chị gần xa nhu cầu mua cái liên hệ ha, số điện thoại em để màn hình, địa chỉ trại xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre nha. Đó thì cảm ơn cô chị đã bỏ nhiều thời gian theo dõi clip và ủng hộ. Cảm ơn cô chị rất nhiều và hẹn gặp lại cô chú anh chị clip ngày mai tiếp tục nha. Rồi chào tạm biệt cô chú anh chị.